anh mất ơi, kể từ nãy anh không còn sợ cô đơn. Bên anh em trọn đời săn sóc yêu thương, buồn vui năm tháng anh sẽ tìm thấy ở bên em. Mình đó phải nhìn lại mình đó, thí dụ như bây giờ á, em tìm một nửa yêu thương, dù như em sống bên cạnh anh, em thương yêu anh thật lòng, em lo lắng cho anh từng chi tiết nhỏ, em coi anh hai người như chỉ có một. Đúng. Thì chẳng lẽ nào anh không tốt với em? Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại câu chuyện ngày hôm nay. Hôm nay anh em mình tiếp tục ghép đôi với một chú ở Sài Gòn và một có thể nói là một chị ở dưới miền Tây, một tỉnh rất là xa xôi. Thì hôm nay hai người có duyên gặp nhau ở đây, thì liệu hai người hôm nay tìm hiểu nhau có đến được với nhau hay không, thì xin mời mọi người cùng đón xem sau ít phút. Thì trước khi vào câu chuyện ngày hôm nay, cũng xin nhắn gửi đến toàn thể quý vị, nếu ai gặp khó khăn trong cuộc sống, nếu ai gặp chuyện bất bình trong xã hội, nếu muốn tìm kiếm vợ chồng bỏ đi, tìm kiếm con bỏ đi, thì hãy liên hệ với anh em mình qua số điện thoại trên màn hình, anh em sẽ giúp đỡ toàn thể mọi người một cách nhiệt tình và miễn phí. Bây giờ xin mời mọi người lắng nghe chi tiết câu chuyện ngày hôm nay. Rồi thay mặt anh em ở đây, xin chào hai cô chú nhá. Dạ. Rồi trước hết là nhà trai giới thiệu. Em. Dạ, để cho nhà gái biết nào. Đó, chú giới thiệu tên tuổi, ngày em làm gì, tình trạng hôn nhân ra sao, chú giới thiệu cho cô. Xin chào cộng đồng mạng, tôi là tên Lê Văn Bắc, quê quán ở Vĩnh Long. Bên Huy Hùng có bán nước cốt nhàu ở nhà tự làm, ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng. Mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này, Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Đang sống ở quận 2, nghề nghiệp thì dưới xe bưu điện. Rồi, nhà gái. Nhà tôi tên Phạm Tố Loan, quê ở Cà Mau. Nghề nghiệp thì không có ổn định, làm gì cũng được. Nghề nghiệp tự do. Tự do. Kiếm cho mình làm gì? Thường khi thì ở nhà thì mình may đồ, đi bỏ sạp. Đó, thì mình nói là người may đồ. Cà Mau gạo trắng nước trong ha. Nhìn da là trắng tươi luôn. Dạ, dạ, dạ. Cà Mau gạo trắng nước trong, ai đi đến đó đều muốn về liền. Rồi chú bác, chú tìm hiểu cô nè. Trời ạ, rồi em được mấy đứa con? Em được ba đứa anh. Ba đứa con, mấy trai mấy gái? Em trai đầu trai cuối gái giữa, mà con trai lớn em thì nó ra đại học xây dựng rồi. Ngon đứa rồi. Thứ ba thì ra đại học sư phạm. Ngon rồi. Rồi đứa thứ tư hồi nhỏ em cũng chặt kế hoạch đó, rồi cái lúa cũng ra thôi xanh luôn, nhưng mà không nghịch, không chịu học, học cái mới lớp 10 nghỉ đi học nghề. Bây giờ thì cũng theo chân anh đó đi làm. Bây giờ em đến đây để nhờ mấy em cộng đồng kết nối yêu thương tìm cho em được những cái người có một tấm lòng bao dung tốt để lo cái cuộc sống tương lai sau này thôi. Còn riêng em thì em không có tiền mà diệt kiều hay là đẩy giá gì, nhưng em chỉ không có hên xui với chuyện này, hên xui chứ. Dạ không, em nói là đâu cái, nói trước được. Em nói là cái ý cái quan niệm của em á. Tại vì phát lên là cả thế giới thấy. Dạ, anh nói hên xui là chuyện đó là nó phải rồi, nhưng mà ý em nói cho cộng đồng biết và cho anh biết. Như đồng là em tìm cái mẫu người biết quan tâm, chia sẻ và cho em một cái vòng tay chiều mến và một mái ấm gia đình. Nhiều đó là đủ rồi. Như chẳng hạn như bây giờ em nói cụ thể, sau này ví dụ như em có ương yếu tuổi già đó, anh thấy em buồn buồn, anh nói sao bữa nay em buồn buồn vậy, để anh chở em đi khám bác sĩ nha. Cái điều mong muốn em đó là được người quan tâm mình bóng chế tuổi già, vậy thôi. Chứ em không có tìm được người mà sống bên cạnh em đòi anh ơi nay sắm cho em này, mơ sắm kia. Em không bao giờ suy nghĩ tới cái chuyện đó, nhưng mà em chỉ tìm một người tốt để về chung chăn sẻ gối sau này, để mình hưởng thụ tuổi già, lo lắng cho nhau. Điều đó là quan trọng nhất trong cái sự việc mà em suy nghĩ biết bao nhiêu đêm em mới đến đây cách nói yêu thương thế này. Rồi chú bác chia sẻ về bản thân chú tí xíu cho cô biết là sao.
Thì nói chung tôi cũng lên nhiều kênh rồi, cũng chưa có gặp cô nào. Nếu bữa nay nếu phù hợp được thì cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Rồi đi đến chuyện kết thúc. Bây giờ mới mẻ đâu biết được phải không? Cuộc sống chia sẻ thân chứ sao? Cái sao? Tình trạng hôn nhân sao, gia đình con sao? Thì con tôi bây giờ thì quay mặt đây. Bốn đứa. Quay mặt cô kìa. Nhưng bạn cháu Út năm nay cũng đại học năm thứ ba rồi. Đứa đại học ra trường rồi. À. Mới bắn cho tôi 4 triệu xài chơi. Đã vậy. Sướng. Tại vì con nó quen nước ngoài mà. Tiền nước ngoài nó chuyển vô. Vợ tôi nó cũng lấy nước ngoài nữa. Vợ chú đâu liên quan gì đó. Bởi vậy, bởi cho nên là nó cái kinh tế nó thoải mái lắm chứ không có ràng buộc. Bây giờ lấy cô về ở đâu nè? Thì nói chung là cuộc sống bây giờ nói chung là thì sáng ra ngồi đó lấy quay thu tiền lúc đầu có chiều vô ngủ thôi chứ đâu có làm gì đâu. Mình ở đâu? Ở quận 2, quận 2. Quá, cái nhà Sài Gòn hả? Đâu có nhà trọ nhưng mà đều ở quê á, ở quê có nhà dưới quê nha. Bây giờ lấy cô về cho tính sao? Thì ví dụ mà cô thích về che một cái kiosk buôn bán. Nếu mà cô đồng ý phải không? Cô hỏi rồi bắt đầu là mình sẽ cắt cái nhà nhỏ nhỏ riêng ở riêng đó. Tại tôi có miếng đất ngay ủy ban phường, ủy ban xã. Ủy ban xã. Là ngay đó là bưu điện nè, y tế nè, ủy ban nè. Mà tôi mua ngay cái góc đường đó mà. Cất cái gió bán là lụm ăn liền. Tôi đổ nó mười mấy khối đá. Trời ơi, đất đó giờ mấy tỷ à? Nó không có nhiều nhưng mà đều mình có chỗ đường đi là buôn bán được. Tại người ta tới luôn, người ta làm giấy tờ. À, lần đầu tiên á, anh gặp em á, anh có cái cảm tình thương mến á. Em như thế nào nhận xét vậy? Tìm hiểu từ từ. Rồi cho số cho nhau thì tìm hiểu từ từ. Cảm nhận ban đầu chứ thì thấy thì cũng được, nó cũng cao ráo cũng được, nó có gì vậy mà kêu cũng được. Tướng tá ba nhầm đâu mà đó đó. Khúc nào đó khúc đó. Ôi quá cháy ngon vậy. Thì em cũng nói chung đó là em cũng nói hết những cái mong muốn của mình ra rồi. Nếu như thí dụ như anh có thật lòng muốn xây dựng tương lai một chút quãng đời còn lại với em á thì mình tìm hiểu sao. Chứ vậy bất cơ và nhìn tôi coi một chí. Thì nói chung là tôi phải thật lòng chứ cuộc sống mà không thật lòng cũng được. Dạ. Tại vì tôi ở cơ quan nhà nước mà. Dạ. Với riêng em á, em không thích nó đàn ông mà gia trưởng. Rồi đã có gì đâu gia trưởng. Dạ. Thì mình thương nhau là mình phải hiểu nhau và đúng phải rồi. Tin tưởng nhau. Ví dụ như anh lo lắng cho em lo lắng cho anh. Rồi mình sẽ cùng nhau đi đến cuối. Không được. Đúng rồi, ví dụ dạ. Bây giờ em cũng làm, anh cũng làm. Tối dạ. Rồi đầu chung buồn ngủ, có rồi đâu, dạ. Cơm nước chung ngủ không, em không có chịu á. Chung buồn ngủ không? Chung vô mùng, anh phải tâm sự, phải yêu thương, phải to, nhỏ. Nói chung là lớn tuổi rồi, cái vụ đó nó cũng giảm rồi em ơi. Không, tại nó em nói trẻ. Em nói đùa cho vui vậy thôi. Còn trẻ, còn ấy chứ bây giờ lớn tuổi, vụ đó nó cũng giảm dữ lắm. Em à, yếu rồi. Em nói đùa cho vui vậy thôi, dạ, chứ dạ, mình đến đây á. Bầu bạn hữu hỷ chứ. Mình đến đây á, mình tìm một người để... Mấy ông kia, nó kia dùng thuốc gì quá. Nãy con ông lên nó dùng thuốc. Để sau này mình quan tâm lo lắng cho nhau thôi. Thí dụ như bây giờ anh có tiền bạc nhiều cỡ nào đi chăng nữa mà anh không có người mà bên cạnh để nâng khăn chữa chắc, thì thí dụ như lúc khi anh đau bệnh ai nấu cháo lao cho anh ăn. Mà em cũng vậy. Thì cuộc sống mình vậy thôi. Dạ, mình cần có những cái người sau này để quan tâm lo lắng cho mình. Chứ con mình nó có chồng có vợ riêng tư. Nếu con mà nó đến không à? Bất dạ, con có tiền là, cho tiền thôi. Mình có hữu sự gì nó đến mình thì cái chuyện đó nó đã quá à. Đúng rồi, dạ, con đó. Cho tiền thôi. Cho nên em suy nghĩ về điều đó. Như nếu như em thiết tha em có gia đình lâu nhưng mà con em nó cũng phiên em hoài. Nói thôi mẹ coi chú nào thật lòng, biết ai thật lòng. Cho nên hôm nói nay chung là gặp em rồi, ví dụ từ từ gặp con em nữa làm chi? Phải gặp dạ dạ em. Thì em biết rồi, cho nên em muốn đến đây gặp với em gặp. Kết nối yêu thương này. Biết đâu cái quãng đời còn lại của mình đó lên kết nối yêu thương này mình gặp những người tốt.
Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Chứ còn ngoài đời thì em chưa tìm được. Trời ơi, thấy chứ tùy theo người chứ đâu phải lên đây chầm không phải đâu. Nhưng mà chú thì cũng lên nhiều chương trình rồi, nói thẳng là đúng rồi. Là đang làm giữ xe ở bưu điện quận 2, nhà ở dưới quê cũng có mặt tiền ngay ủy ban xã, có nhà đang cho thuê, sản giờ cũng đôi vài tỷ. Nhưng mà có nhiều cô khác mà tại sao có thấy chú cũng lên nhiều chương trình, cũng ghét với nhiều cô, nhưng mà lý do tại sao mà chưa đến được với nhau vậy chú? Tại người ta không hợp, người ta không thích nhau. Phải chăng là mình khó tính quá không? Ừ, chưa mà. Bản thân mình khó tính quá không? Ai biết đâu, cái chuyện của người ta mình đâu biết được. Chú á, chứ mà chuyện người ta chú đâu gì đâu. Với mình lắm khi cũng mở lòng một hai câu, chứ mà lắm khi người ta cũng từ chối thôi. Mà em á, buổi đầu tiên á, tại vì ngày qua cái em đó hẹn anh có gửi hình em cho anh rồi, phải không? Đúng rồi. Dạ, đó. Nhưng mà anh ngồi ngày đó, anh đã gặp em mà anh nói cái câu này em cũng thất vọng. Anh nói, biết đâu em lên em gặp Việt Kiều. Trong khi đó em đã... Việt Nam. Em đã gặp anh ở đây, anh yeah. Lên kết nối với em yeah. Đúng yeah. Không như chị nói gì tụi em nói, chị nói đúng không? Đúng rồi. Anh lên đây anh không, kết nối gặp em mà em á là gặp Việt Kiều. Cái câu đó em quá thất vọng. Tại vì tôi thấy cái ông mà 77 tuổi mà ông giấu tuổi nha. Nhưng mà cuối cùng ha, ông mà lên sống biết bao nhiêu cô và theo dõi cậu. Cái đó là cái mẫu chuyện của người khác. Bởi vậy thì thấy phần đông nó nói vậy. Phần còn đây tại đây là văn phòng tại biên còn. Còn em muốn nói là ngày qua em đó có cho hình em đến đây cũng có nói sơ lược qua cái cuộc sống của anh và cái gặp gỡ của anh rồi. Rồi mới hẹn anh đến đây để gặp em. Rồi bắt đầu. Nhưng mà hồi nãy anh còn nói cái câu thoại. Là em thất vọng. Đâu có gì đâu. Đâu có gì đâu. Đâu có gì đâu. Thôi cũng thông cảm đi, cái cuộc sống mà dạ. Không phải có này có nọ chứ dạ. Đâu phải mình đi con đường đó. Em mới trả lời với anh đó. Đúng em rồi. Đến đây em tìm một nửa yêu thương. Tìm người là tốt đối với em. Cho em vòng tay chiều mến. Cho em lấy ấm gia đình. Nói đâu rồi đó. Chứ em không có tham vọng. Bây giờ mình đến đây mình gặp đại gia Việt Kiều. Anh ơi, ai mà không muốn giới cho thật cao. Nhưng mà giới cao có được không, hay té nghỉ ngồi cái không. Bây giờ già hết rồi, hết chi quắc rồi. Đúng rồi. Mình đó phải nhìn lại mình. Đó, thí dụ như bây giờ á, em tìm một nửa yêu thương. Dù như em sống bên cạnh anh, em thương yêu anh thật lòng. Em lo lắng cho anh từng chi tiết nhỏ. Em coi anh hai người như chỉ có một. Đúng. Thì chẳng lẽ nào anh không tốt với em đó. Còn những cái thành phần á, mà mơ ước xa xôi ở đâu á, Việt Kiều nước ngoài Việt kệ người ta đó. Nói chung là vậy. Buồn giận luôn. Người chú Bắc làm sao làm không lỗi rồi. Không, những câu nói em hôm nay ở đây á, rồi mới mốt anh tìm hiểu em á, em cũng là vậy. Thật là thật. Tại vì cái lời nói em xuất phát từ đáy lòng, từ cái ý nghĩ, từ cái tâm trí ở não em ứng hiện ra chứ không có giả dối. Tính thì phải. Dạ. Bữa giờ cũng gặp nhiều cô lắm rồi. Mà cô nào cũng được không, mà thấy không được cô nào hết. Không hiểu sao. Cô này cô thứ ba phải không? Cô là thứ ba thứ tư rồi đó mà chú sao có. Riêng ở đây thôi, còn chú được nhiều kênh. Hồi nãy anh giới thiệu anh đi nhiều kênh này. Chú đánh gần mờ đi sao rồi đi tùm lum tà la hết. Chứ quá chưa gì giới thiệu với cô này là nói anh đi tùm lum hết. Cái quan trọng là giờ chưa có ai. Kết quả nó có hay không là quan trọng. Nhưng mà cô này có vẻ cô nói chuyện rất thẳng thắn thật thà. Còn chú hơi vòng vòng. Chú chuyên môn rất là chính. Rồi bây giờ chú chia sẻ thang về thuốc, thuốc có nhậu gì không? Bây giờ cho cô biết luôn đi. Thì nói chung là thuốc không hút. Dạ. Nhưng mà rượu uống chút đỉnh chứ không uống nhiều. Dạ, em cũng thích vậy. Ví dụ như công việc làm bề bộn, có thể chủ nhật hay thứ bảy gì anh. Không, đàn ông phải có rượu một chút. Chơi với bạn bè là chuyện đó là chuyện dĩ nhiên mình phải giao thiệp. Còn em cũng giới thiệu từ bản thân em. Em không có biết uống rượu uống bia nhưng mà thích văn nghệ. Vậy dạ, thôi. Dạ. Cô hát tặng chú bài. Hát được, hát đó đúng. Anh chịu khó nghe. Thì đúng ngồi nghe, phải ngồi đây không đâu. Khúc rồi. Chứ phải giới thiệu không? Cô cho luôn.
Vô luôn ha. Vô luôn, để ai luôn. Anh đóng vai với em nha. Đâu, đâu biết anh đâu biết gì đóng vai đâu. Chỉ ngồi đây anh chỉ ngồi đây minh họa thôi. Đâu biết vụ đó là. Đâu biết vụ đó là. Ok. Anh chỉ ngồi đây minh họa thôi. Thì nói chung thì cái em hồi xưa là ông ngoại anh là chuyên môn đờn ca không á. Mà anh sinh học ông giả không có chỗ à. Anh mắt ơi kể từ nãy anh không còn sợ cô đơn. Bên anh em trọn đời săn sóc yêu thương. Buồn vui năm tháng anh sẽ tìm thấy ở bên em. Thôi vậy cũng được. Em sẽ đưa anh về lại quê hương mà làm thơ ca tùng trăng vàng. Thôi nhiều quá hay. Đúng vậy, người ta chú mắt thấy sao? Quá tuyệt. Thì hay. Nữa anh về anh ngủ không được đó, em chỉ ca cho anh ngủ. Chán quá, vỗ tay vỗ chân đi, kích lệ người ta. Không gì làm hay anh không vỗ tay. Chưa vỗ tay nữa. Tại vì nào nghe ở quê vấn đề văn nghệ đồ thiếu gì mà anh nào giờ anh không có tham gia. Tại vì cái mình cái năng khiếu mình không có. Mình không tham gia nhưng mà mình biết lên hết. Chứ biết ra ngồi nghe là vậy hả? Ở đâu quá nó cũng văn nghệ thiếu gì anh. Nhưng mà mỗi người nó có sở thích, nhà có đam mê. Chứ em không có nói là đặc biệt là ở miền Tây mà nó thích vậy. Một đúng người người ta tốt bộ, chúng ta cứ vui vẻ đi. Thì nói chung là anh chỉ là biết bằng ăn thôi mà chứ không có biết vụ đó. Còn ông anh ruột anh hả? Đi ca hát à, đâu ba ngày chưa về. Thôi anh ruột chơi là chuyện của anh ruột. Mà thân mình ý. Đi miệt mài kháng chiến luôn đó. Chơi đâu. Còn ba anh hồi xưa khó tánh lắm. Sao? Chưa thấy cái giọng của cơ hát là sao? Cũng chơi không? Cũng được đó có sao gì đó. Sao chứ mà không dỗ ta khích lệ rồi chơi cơ. Trời đất ơi, thấy chứ bây giờ không phải nói chứ. Chồng hủ mà về quê tôi còn không ai coi. Gì ăn. Như vậy mà kêu là cũng được là không được. Chính là cháu tôi là ca vòng vòng mấy đám tiệc quận 7 ha. Tôi biểu mà đăng ký lên thi tài tử mày. Trời trời đâu dám chú. Trời đất ơi, đâu phải giỡn đâu. Nó thiệt em mà. Nói chuyện chơi là chơi tới mức luôn á. Thôi bây giờ anh chưa vỗ tay, em tặng anh câu cổ vỗ tay cho em nha. Rồi vỗ tay cũng được, rồi có gì đâu. Vô dạ. Con sao trong lòng nhớ bầy tháng thờ. Tiếng sao bị thương như nức nở giữa đêm trường. Sau đôi gương loan em cũng đoán trường. Sao xa bầy cũng thương không hòa điều. Em xa người đàn lạc phím trùng dây. Tâm sự này biết tỏ với ai đây. Men rượu nồng cay chẳng làm cho em dối thương nhớ. Con sáo buồn nên sáo khóc nỉ non. Con dòm trời cũng buồn nên trời mưa không dứt. Bây giờ chú cảm nhận lại chưa? Hay em cũng được. Hay. Đó, chắc phải nói vậy. Ai mà cũng được. Cái gì cho dù mà không hay đi mà mình ngồi chế cái người để mình chế dù là mình phải hay. Mà nấu cơm á, ví dụ mà vợ mà nấu cơm á, mạnh quá mà mình không ăn được mình cũng phải cố mà nuốt mình kêu rồi. Nuốt mất nuốt không nuốt hạt. Mà vấn đề ca đó ha, là ưa tìm mấy ông thầy đờn cơ mà. Thôi được rồi. Không có anh, cái này là em chỉ thích văn nghệ thích thôi. Nghệ dạ chứ còn à. Kiểu như là tìm em thì đời em ngồi đầu tiên vô đây luôn. Em cũng có là nói rõ cho anh biết được cái tấm lòng của em đến đây để tìm được những người vậy thôi. Chứ nếu em tìm thầy đời cũng ngoài em đi văn nghệ đó thì em tìm rồi. Em tìm thầy đời. Em đâu có tìm thầy, em tìm để gặp anh đâu. Đúng rồi, chính xác. Nó thẳng ra luôn, với cái nhan sắc, cái ngoại hình của cô.
không phải đến mức độ mà như vậy. Đó là cái niềm, đây là cái sự niềm đam mê, cái niềm cống hiến, đúng, chia sẻ cái sự hòa đồng, cởi mở thôi, chứ không có phải là hát được về một cái gì hết. Thế là cái điều đó cũng rất là đáng tôn trọng, một người cởi mở dám nói dám làm, đó một điều đặc biệt. Còn chú nhà lấy trong em nó chồng yếu đấy, chú phải mạnh mẽ lên rồi nói có làm sao nói vậy chứ, cứ cười cười rồi như vậy thua thật. Có. Mà em không phải nói, em nhấn mạnh với anh, nếu anh gặp em mà anh không chọn em để người kết nghĩa quãng đời còn lại thì rất tiếc, em nói thẳng. Tại vì trong đạo đức em không cần anh đáp ứng em những cái gì hết, nhưng mà chỉ cần anh cho em một cái vòng tay chiều mến, mém gia đình cái tình thương thật sự để san sẻ cho nhau. Nếu như á anh bỏ lỡ em á, chắc anh cũng tìm được người nào nếu mà hơn em, hơn về cái tính tình, cái tình cảm, cái đạo đức, tác phong con người em á. Chứ còn nói nhan sắc thì em không có dám nói nha. Rồi bây giờ chú làm sao? Thì kết thúc chương trình cũng cảm ơn cộng đồng mạng đến đây cũng tạo điều kiện cho gặp một cô này đó, thì cũng cảm ơn. Cô này là cái gì? Cô Loan, gặp cô Loan. Chứ tên này anh em nhớ là cô Loan là bao nhiêu tuổi ha? À, theo như đúng tuổi mẹ sinh á thì cô có 54 hả? Rồi. Nhưng mà làm lộn trong chị của em á là cô tới 56. Chú bắt bao nhiêu? Sao mấy rồi tôi giận á, em tuổi gì? Dạ em tuổi thân. Thân dần thân. Dần thân tùy hợi đúng không? Rồi. Để được ha. Chứa bình tĩnh chú ơi, vậy là không được rồi. Hôm nay là phê bình chú. Chú lên chương trình này 3-4 lần rồi nhưng mà hôm nay cũng đỡ hơn mấy lần trước, nhưng mà vẫn phê bình. Mình cũng ngoài 60 rồi, mình phải mạnh mẽ lên chứ. Mình có thích thì nó thích, mà không thích thì nó không thích, mà cái gì cũng chung chung. Người ta hát hay vậy mà nó là cũng được là không được rồi đó. Hát hay thì phải nói hát hay, đúng không cô? Rồi hôm nay là hai cô chú gặp nhau ở đây thì dù sao thì cũng là một cái duyên. Cô thì nói chuyện rất là thẳng thắn, rõ ràng. Cái điều đó là riêng bản thân cá nhân của em thích cái điều đó. Cái gì có nói có, không nói không, rõ ràng, cởi mở. Nó còn chú bác thì sống hơi khép mình một tí. Thì nếu mà chú mà, đây là anh em có bí thật, nếu mà chú mà muốn tìm một nửa yêu thương, tìm một người gọi là nâng chăn sửa gối cho mình lúc về già, thêm bạn á, đỡ buồn, đỡ tủi, thì mình phải cởi mở lòng ra. Chứ còn lòng mình cứ khép như vậy thì con nghĩ là chú có đi gặp 10 người nữa thì cũng khó. Đó là con nói thật, nghĩ sao con nói vậy. Chú có công nhận không? Đó, rồi, chưa? Bình tĩnh. Rồi thì hôm nay lên đây thì đó là một cái, cũng là một cái niềm vui của anh em ở đây. Thì cô chú cũng tin tưởng mà đến đây. Thì cô cũng là lộ rất là xa từ một tỉnh ở miền Tây lên đây, chú cũng biết rồi. Và chú cũng trên Sài Gòn thôi đây, nghe gặp nhau ở đây cũng nói là một cái duyên. Thì hy vọng là cô chú sẽ đến được với nhau. Hy vọng là mình tìm hiểu, mình sẽ hợp nhau. Nhưng mà mình phải mở lòng ra. Cái gì cái mình phải mở lòng ra chú nhá. Thì nó mới dễ. Nhưng mà mình khép kín quá thì nó rất là khó đó. Thì hôm nay lên đây thì cô chú có cam kết tất cả những điều cô chú nói là đúng, mà cô chú chịu trách nhiệm trước pháp luật với những lời nói của mình không chú bác? Okay. Cô Loan à, rồi okay. Thế hai cô chú có đồng ý cho anh em ở đây được, sử dụng hình ảnh của chú với video này để chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội và cam kết là không gỡ xuống chú? Được, okay, cô Loan okay. Rồi thì thật sự là trước khi kết thúc thì cũng phải nói đến mọi người thế này, hôm nay hai cô chú lên đây là để tìm hiểu nhau, có thể được đến với nhau là điều tốt, còn nếu không được đến với nhau thì làm bạn trong sự văn minh, lịch sự. Nên là những ai thấy chú bác hợp thì vẫn có thể liên hệ với chương trình, hỏi chương trình qua chú bác đã tìm được ai chưa. Nếu anh em nói chưa thì vẫn có thể ghép nối với chú bác bình thường. Nếu mà ai cảm thấy cô Loan hợp thì vẫn gọi điện đến chương trình hỏi là cô Loan đã đến được với ai chưa. Nếu chương trình trả lời là chưa thì anh em vẫn cho mọi người kết nối với nhau bình thường. Không có nghĩa là ở đây gặp nhau là đến với nhau, ở đây chỉ gặp nhau để tìm hiểu tiếp thôi. Còn cái chuyện đến với nhau thì nó cũng còn một khoảng cách khá là xa nữa để cô chú tiếp tục tìm hiểu. Và khi nào có kết quả thì báo cho con biết nhá. Để nói như vậy để cho cô chú có nhiều cơ hội khác hơn nữa. Đó. Thì hôm nay cô chú có vui vẻ không? Rồi, okay. Chú bác có vui không? Rồi. Cười cười chú. Rồi trước khi kết thúc chương trình cũng xin nhắn gửi đến toàn thể quý vị, nếu ai gặp khó khăn trong cuộc sống, nếu ai gặp chuyện bất bình trong xã hội, nếu ai muốn tìm kiếm vợ chồng mà đi, tìm kiếm con mà đi thì hãy liên hệ với anh em mình qua số điện thoại trên màn hình. Anh em sẽ giúp đỡ toàn thể mọi người một cách nhiệt tình và miễn phí. Bây giờ xin cảm ơn và xin kính chào. Và đặc biệt là mọi người có cái suy nghĩ như thế nào về câu chuyện này, mọi người hãy để lại những lời bình luận góp ý ở phía dưới để anh em có thể trước hết là góp ý về hai cặp đôi này, hai nhân vật này. Chú bác bỏ chạy.
thì mọi người hãy để lại lời góp ý bình luận để câu chuyện có góc nhìn đa chiều hơn, và góp ý cho anh em cái cách thực hiện chương trình để nó hoàn hảo hơn. Anh em sẽ luôn luôn lắng nghe, luôn luôn ghi nhận. Bây giờ xin cảm ơn và xin kính chào.